Thưa quý vị, sáng ngày 8 tháng 10, Liên đoàn Lao động quận 3 tổ chức hội thi tay nghề nhân viên bảo mẫu cấp dưỡng giỏi năm 2022. Đến dự có đồng chí Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh. Hội thi có sự tham gia của 37 đội thi với 111 nhân viên bảo mẫu cấp dưỡng đến từ các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận 3. Tại hội thi, các thí sinh tham gia hai phần thi gồm phần thi trắc nghiệm các nội dung liên quan đến kiến thức về dinh dưỡng, công tác giáo dục dinh dưỡng về phòng chống và xử lý ngộ độc thực phẩm, giải quyết các tình huống trong công tác chăm sóc học sinh và phần thi thực hành nấu bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ. Hôm nay rất là hào hứng vì lần đầu tiên là bên Liên đoàn Lao động tổ chức một cái sân chơi cho cái đội ngũ là bảo mẫu và cấp dưỡng của cái công đoàn cơ sở. Tới tham dự cái cuộc thi hôm nay thì cũng là cái nơi mà mình giao lưu, mình chia sẻ với nhau những cái kinh nghiệm, công việc của hàng ngày của mình. Cái mục đích chủ yếu hết đó là chăm cho các con được an toàn, có nhiều sức khỏe và học tập tốt. Đến tham dự cuộc thi thì tất nhiên là tụi mình sẽ trang bị cho mình những kiến thức cơ bản, những kiến thức sâu về cái chuyên ngành của mình, và đồng thời ban giám hiệu cũng như công đoàn cơ sở thì tạo điều kiện về cái khâu tập huấn, về kiến thức và đặc biệt là ủng hộ tinh thần tụi mình rất là nhiều. Kết quả sau hai vòng thi, Liên đoàn Lao động quận 3 trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các đội đạt giải.